Tôi chuẩn bị làm ống nước nhà. Mình chuẩn bị một cái góc vuông này, ở một đoạn ống dài tí theo chuồng của mình. Thì cái này thì mình bịt lại đây, mình lấy cái bịt cái ống là ống 34 dày 2 mm. Đây, cái cửa hàng nó còn hay nói là ống C2 ấy. Không, mình lấy máy cắt này, máy cưa này, máy cắt cầm tay này, mình cắt rãnh rãnh đây nhá. Đó, cái này thì cắt sẵn rồi. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị cái vải ấy. Đoạn dài này, dài dài hết cái ống này càng tốt, làm nó cỡ bằng 2-3 ngón tay ấy. Mình gấp mép vào để khi nào cho cái vải này xuống ấy, đấy, cho nó đến đấy này. Đấy, cách cách mình luồn vải vào là mình làm từ từ đầu một sang từ đầu này đi, đầu nào cũng được, thì mình lấy cái tô vít bẩy nó ra hoặc là lấy cái kéo ấy, đấy, nhét vải vào, gấp vào này, nhét vào. Nhét sâu vào nhé, cho đến đáy nhé. Đấy, banh nó ra thế này nó mới dễ dễ luồn vào. Đấy, luồn xong rồi, rụt nó lên đây. Để làm tiếp như thế này. Đấy, cái này mình cho nó thò ra khoảng khoảng bằng cái này thôi, bằng cái tô vít này thôi. Đấy, làm luôn ra cho nó hết đến ống này nhá, hết hết đến miệng nhá. Đấy, bây giờ mình làm xong mình mới đặt ống nước mình bịt vào. Chính mình lấy cái nắp bịt 34 này này, bịt chụp vào đây đúng không? Đấy, cái này tắt đi, cái này đừng gắn keo nhá, chỉ gắn gắn được cái nắp này thôi nhá. Đấy, xong mình chụp vào đây. Đấy, thế là xong. Khi nào mình mình kiểm tra xem nó hết nước thì mình mở cái này ra xem hết nước thì mình châm nước vào đây. Đấy thôi. Đấy, giờ mình đặt vào trong chuồng. Cũng không cần để làm đến kịch hai bên kia đâu. Đây, cái này là chuồng dế này là nó cũng lớn rồi, còn sắp được thu rồi, con nó to rồi. Đấy, này là cám ngô. Có thể mình cho ăn cám gà con cũng được. Đây mình làm ống cái này đấy, xem dế nó mút này, nó lên nó mút thế. Đấy, mà dế đến tầm này là nó uống nước nhiều đấy. Nếu mà dế mà đông thì một ngày hết một ống đấy. Ở chuồng này thì dế hơi ít, thì 2 ngày, 1 ngày rưỡi nó mới hết. Đấy, khi dế lớn thế này này, sắp thu ấy, nó sắp ra cánh dài rồi. Chỗ này là có vài con có cánh dài rồi. Đây 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 xem. Đây đây có một con đây. Đây đây. Ra cánh này. Thế thôi. Không cho uống nước thì dế nó vẫn không chết, nhưng mà nó lớn chậm lắm, nó phát triển kém lắm.